Xin chào mọi người. Cái video này mình sẽ nói về Bitcoin. Tín hiệu của nhóm tương lai vừa rồi đã được gửi lúc 4 giờ 28 phút để cho bạn có thể vô lệnh long lệnh số trong những cái giây phút kế tiếp. Ngay bây giờ là 4 giờ 39 phút chiều ngày 11 tháng 10 năm 2024. Nhảy vô luôn. BTC rơi vào con giá 60.830. Vừa rồi như vậy giá sập dưới con giá 61.700. Mình nói 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 nói, nói là sóng số 3 sẽ được diễn ra. Sóng số 3 diễn ra như vậy thì nó sẽ rơi vào cái khung giá này Và vừa rồi như vậy Nó đánh vỡ con giá 59.900 Là cái Chống lần đầu tiên Sau đó là 59.400 Và sau đó nó rơi được con giá 59.000 Cũng giống như dự toán Ok Cái sự rớt này Đây là những con giá trước khi nó rớt Mình đã chia sẻ cho bạn Và nó ngừng ở con giá 59.000 Và bắt đầu leo thang Thì đây có nghĩa là sự rớt vừa rồi Đây là sóng số 3 Cái sự leo thang vừa rồi Qua đêm Đó là sóng số 4 Và đã chuẩn bị tới đây là sóng số 5 Ok những cái lời nói kế tiếp mình sẽ nói nó quan trọng và nếu bạn hiểu được nó thì bạn có thể giúp bạn chốt đơn miễn sao miễn sao miễn sao giá thằng BTC không nằm trên con giá 61 ngàn nằm trên con giá 61 ngàn up, up nằm trên con giá 61 ngàn từ 3 tới 5 tiếng nếu nó không nằm trên cái vành vàng này nè và vừa rồi bạn có thể thấy là nó cố gắng đánh vỡ vành vàng như bánh vợ đánh vỡ không được nghe không đánh vỡ đâu được nếu mà nó nằm trên nếu mà nó nằm trên cái vành vàng. Vành vàng, vàng này. Cái sock okay, rơi vào con giá 61.000. Nếu mà nó nằm trên cái vành vàng từ 3 tới 5 tiếng. Từ 3 tới 5 tiếng thì có nghĩa rằng á cái đấy này này. Lô này. Ok. Đã hoàn tất rồi và nó bay lên luôn á. Ok. Nhắc lại thêm một lần nữa. Nếu giá đánh vỡ được con giá 61.000. 61.000. Và nằm trên cái con giá 61.000 từ 3 tới 5 tiếng thì nó sẽ bay lên luôn, có nghĩa là đây là đáy rồi. Đây, low, đơn là đáy rồi. Đây bởi vậy mình để số 1 nhưng mà cho bạn 61.000. Nếu nó nằm trên được giá 61.000, đây đóng dấu số 1 là nó nói lên câu chuyện lên lên lên. Cái thứ hai, tắt đi tất cả mọi thứ đây là cái đỉnh vô rồi của nó. Nếu nó nếu đúng không? Nó cắn được giá 61.300 luôn. Ok. 1.5 thì nó nói lên câu chuyện lên 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 và không chỉ vậy nữa, 60 2 ngàn, 62 ngàn Nếu nó cắn số 1, số 1 rưỡi và số 2 Thì nó nói câu chuyện là lên luôn rồi Và cái đáy của nó đây Ok, rơi vào con giá là 59 ngàn vừa rồi Ít hơn một chút xíu đúng không? Là đáy rồi, nó không tạo thêm một cái đáy nữa Cân nhắc, cân nhắc, thì nó là vậy Thường thường thằng BTC như vậy đó Thì thường thường Nhiều lúc sóng số 5 sẽ không được diễn ra Nghe cái sóng số 5 sẽ không được diễn ra Có nghĩa là từ đây nó bay lên luôn nè Ok, nếu nó cắn được con giá 61.000 và nằm trên con giá 61.000 bao nhiêu? Từ 3 tới 5 tiếng từ 3 tới tiếng. Nhớ là vậy. Ok, nếu nó cắn được con giá 61.000 nằm trên con giá 61.000 từ 3 tới 5 tiếng thì xác suất nó có thể rờ được con này và con này luôn đúng không? Thì có nghĩa là nó đi luôn luôn rồi. Cân nhắc cân nhắc và cái sóng số 5 này không diễn ra, không diễn ra, không diễn ra. Nhưng mà miễn sao là cái con giá giá của BTC nó nằm dưới con giá 61.000 á, nằm dưới con giá 61.000 thì cái chuyện này sẽ xảy ra nó sẽ rơi con giá ra vào con giá 58.300 58.000. Ok. Nhớ cái chống lần chính của nó vẫn vậy không thay đổi là con giá 55.400. Giữ được thì tất cả mọi thứ sẽ lên lại. Giữ được thì tất cả mọi thứ sẽ lên lại nhưng nằm rất dưới con giá 55.400 từ 3 tới 5 tiếng thì có nghĩa là 45 sẽ nằm trên bàn. Nếu nó nằm dưới con giá 55.400 từ 3 tới 5 tiếng thì 45 sẽ nằm trên bàn. Nhưng ngay bây giờ, xác suất ngay bây giờ đó là là tới cái vùng này thôi nha và dựa theo những gì mình đang thấy trên màn hình ngay bây giờ nó nó cố gắng đánh vỡ con giá 61 000 đánh không được thì có thể là trong cái đêm hôm nay là sóng số 5 sẽ được diễn ra sóng số 5 sẽ được diễn ra nhưng mà nếu mà nó rờ, nó nằm trên được con giá 61 000 á 61 000 á thì xác suất là gì xác suất là cái đấy này nè đã hoàn tất Mình nhắc lại thêm một lần nữa cái đây là quan trọng nè nếu giá nằm trên con giá 61 ngàn 61 000 thì xác suất là cái đấy này này nó ra hoàn tất rồi nó không tạo một cái đấy nữa có nghĩa là sóng 65 này sẽ không xảy ra còn miễn sao nó nằm dưới con giá dưới 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 con giá 61 000 thì cái chuyện này sẽ xảy ra sóng 65 sẽ được diễn ra rơi vào cái khung giá này đơn giản như đàn dẫn Ok nếu mà nó bay lên luôn ngay bây giờ lên luôn lên 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 lên, lên luôn đúng không cắn giá 61 000 à, cắn giá 61 300 và gọi là nằm trên đó từ 3 tới 5 tiếng từ 3 tới 5 tiếng thì có nghĩa rằng là sóng C này nè nó hoàn tất ở đây rồi Hệ sống C này nó nó đã hoàn tất ở đây rồi Cho nó không phải tạo năm à, 5 sóng xuống Cân nhắc, cân nhắc, cân nhắc nghe à, Nhiều lúc như vậy, đã nói luôn nhiều lúc Là cái sóng số 5, cái sóng cuối cùng Đúng không? Cái sóng cuối cùng của thằng BTC nó không xảy ra Bởi vậy, cân nhắc Thì cái mà quan trọng là Là cái con giá 61 ngàn Đây là con giá 61 ngàn Mình làm mũi tên khác ha 61 ngàn là con giá quyết định trò chơi Nằm dưới con giá 61 ngàn Tiếp tục sập dưới cái vùng này nằm trên con giá 61 000 là nó bắt đầu leo luôn rồi, nó leo luôn rồi, nó leo luôn rồi. Thì đây là con giá 61 000 của mình. Đơn giản như đang dựng. Đúng không? Ok. À, nó gọi là mình có thể và cái sự mà rớt này, sự rớt này, sự rớt vừa rồi đây, sóng số 3 này đã được cân nhắc ở cái sóng số 1. Cái sóng số 1 như vậy lúc nó rớt đầu tiên nó rớt xuống là nó có 5 sóng 1 2 3 4 5. Nó có 5 sóng rớt như vậy đó. Thì nó nói lên cái câu chuyện là gì? tiếp tục sẽ rớt. Ok thì vừa rồi đây tiếp tục sẽ rớt. Ok. Thì gọi là nó mình mình trong một cái sóng như vậy. Ok, ba sóng hoặc năm sóng xuống. Cái rớt đầu tiên nó nó nói lên câu chuyện rất rõ. nghe, trong những cái gọi là tiếp theo là gì, câu chuyện tiếp theo là gì. Từ vừa rồi là cái câu chuyện là nó rất đầu tiên. một nè, 2, 3, 4, 5, năm sóng đen xuống. Ok thì nó nói câu chuyện là tiếp tục là rớt rớt rớt, rớt và và rớt. Ok. Và cái sóng đen này đó, à, mình sẽ để nó thành một điện luôn. Ok, không thay đổi, không thể đổi Vậy thôi Nằm dưới 61 Rơi vào cái vùng này Nằm trên 61 Ok thì nó Nằm trên 61 có nghĩa là đây là đáy rồi Đây là đáy rồi Và những con giá kế tiếp nó sẽ rờ được là 61.300 62.000 Ok à, Nếu lúc mà nó thay đổi thì mình sẽ cập nhật thêm cho anh em Ok Cái đây Đây là cái chống cái kháng cự của gì Của sống số 4 đây Nga Kháng cự của sóng số 4 Ok 61 000 mình cứ ghi vài thông tin xuống mình coi thử một bộ là một cái thứ gì không không có thì mình xin phép kết thúc kết thúc kết thúc và kết thúc à, mình đã nói là nhiều lúc cái sóng số 5 này nó không xảy ra nghe cân nhắc cân nhắc là nhiều lúc như vậy sóng số 5 nó không xảy ra ok à, mình vẫn nghĩ là nó cái sóng số 5 sẽ được diễn ra riêng ngay bây giờ thì mình vẫn nghĩ nó sẽ được diễn ra bởi vì giá vẫn nằm dưới 61 000 nhưng mà nếu mà nó nó nằm trên con giá 61 000 là cái suy nghĩ đã được thay đổi nghe là nó tiếp tục là hàng cân nhắc cân nhắc ok nằm dưới 61.000 thì sập tới cái vùng này. Nằm trên 61.000 lên lại vậy thôi, nó đơn giản vậy thôi, chứ khỏi 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 đừng có rắc rối quá. Ok. Nhưng mà giá vẫn nằm dưới 61.000 thì là xác suất là ở cái vùng này, cái vùng này rơi rơi rất xuống thêm chút nữa đúng không? Và mình mình nghĩ vậy, mình nghĩ nó sẽ rơi xuống thêm một khúc nữa. Ok thì nào vậy. Okay. ok. Nhưng mà chủ yếu là cái con giá nó có nằm trên được con giá 61.000 không không thì đó là mới cái là mới là quan trọng. Ok. Nhớ nó đánh vỡ 61 ngàn á Thì nó cũng phải đánh vỡ gì Nó phải nằm trên con giá 61 ngàn từ 3 tới 5 tiếng Mới là ổn định Nghe mới là ổn định Nghe ổn định Ok Thì nếu mà đây Nếu mà đây Nếu mà đây là đáy rồi Nếu đây là đáy rồi Thì là mình cần cái gì Mình cần 5 sóng đi lên như vậy Ok đây là sóng 1 Sóng 2 Sóng 3 Sóng 4 Sóng 5 Cần 5 sóng đi lên Mình cần 5 sóng đi lên Ok Còn ngay bây giờ Gọi là à, Chưa có chưa có ok gọi là mình phải cần thêm nến để mình mới biết ra câu chuyện ngay bây giờ nó chưa có gọi là có thể gọi là một sóng đi lên thôi cần sóng số 2, sóng số 3, sóng số 4 và sóng số 5 thì mình mới biết đây là đấy. cái okay. nhưng đây là cái tín hiệu đầu tiên nó nói lên câu chuyện là có thể là đây là đấy rồi. Ok. Vừa rồi như vậy cái sự rớt ok thì là cái target chủ năm sóng xuống á là mình nói là 58, đúng không? 583. Nhưng vừa rồi như vậy là nó rớt xuống là nó rớt xuống con giá 59 rồi nha rớt xuống con giá 58 9 rồi Ok thì nó bay lên cũng được chứ không hẳn là nó phải cần đụng tới những con giá này nha không hẳn cần nha bởi vì đây nó đã đụng cái target này rồi 592 nè nó phá vỡ cái target này rồi nó bay lên luôn cũng được cân nhắc nha Ok thì nó vậy đó vậy thôi giá vẫn vậy không thay đổi là nằm trên con giá 55 4 thì nó tiếp tục leo thang à, leo thang À, giá có thể bay lên luôn luôn ngay bây giờ cũng được không sao không sao hết miễn sao nó cắn giá 61 ngàn 61 ngàn là lên luôn cái okay, 61 ngàn lên luôn còn nằm dưới giá 61 ngàn thì nó sẽ rơi vào cái vùng này kế tiếp ok vậy thôi đơn giản như đang giờ vậy thôi đó là tất cả những mình muốn chia sẻ cho bạn trong cái video này vừa rồi như vậy cái tín hiệu này rất 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 mình đã chia sẻ cho bạn nó rất xuống như vậy mình chia sẻ ở cái vùng này luôn mình nói có thể là nó sẽ tiếp tục sập 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 tới bởi vì sao bởi vì cái sóng đầu tiên của nó là năm sóng đi xuống mình cân nhắc cho bao nhiêu tập vừa rồi cái thứ hai nữa để công nhận cái sự rớt này thì nó sập dưới con giá 61.700 61.700 thì vừa rồi nó sập dưới con giá 61.700 là nói lên câu chuyện là nó đã sập rồi ok 61.700 thì là câu chuyện nó đã nó đã nói lên câu chuyện sập 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 sập, sập, sập rồi ok hồi tối hôm qua rớt tới cái vùng này mình làm cho bạn cái tín hiệu mình nói nó lên cái khu, khu vực này ok nó rớt như vậy nó rất đúng con giá mình chia sẻ và nó lên như vậy ở đây mình cho bạn mũi tên là cái trường hợp kế tiếp là lên đúng không và sau đó là nó gặp đây là cái kháng cự của Samsung 4 và sau đó là xuống lại okay, nghe bây giờ có thể là mình đang bạn đang trải nghiệm cái sự xuống lại của nó nghe xuống lại của nó. Nếu mà phá vỡ con giá 61.000 thì nó sẽ đi lên luôn. Cái okay, thì nó vậy. Cái okay. Từ vừa rồi như vậy tín hiệu nó chuẩn 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 chuẩn. Bỏ một giây ra, nghe bỏ một giây ra. À, chia sẻ cái trải nghiệm của bạn ở bên dưới giúp mình. Chia sẻ cái trải nghiệm ở bên dưới giúp mình. À, cảm ơn. Biết nhiều lúc mình nói như vậy đó Chứ không có bao nhiêu người làm hết nghe Nhưng nhớ tất cả những gì mình cố gắng làm Mỗi ngày như vậy đó Là mình muốn 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 muốn, muốn những cái thứ này Nó được lan tỏa lan tỏa lan tỏa Để những cái con người Nghe vẫn còn cơm áo gạo tiền Thì người ta có thể nhảy vô đây Để người ta có thể chốt 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 đơn Và rời những công việc đó Ok thì bởi vậy Nó rất là quan trọng Nếu bạn có thể ứng Ứng vô cái ngón tay Ứng vô chữ thích Và ghi những cái comment Những cái trải nghiệm của bạn bên dưới Và không chỉ vậy nữa à, cho những người nào đã theo dõi một thời gian dài tháng này qua năm nọ ok bạn có thể bạn có thể chia sẻ cái nền tảng này cho tới người, những người khác nhà những người khác và bên mình như vậy là tặng cho bạn ok bên mình tặng cho bạn ok 100 USDT bên mình tặng cho bạn 100 USDT nghe bên mình tặng cho bạn 100 USDT và tặng cho cái người bạn mới vô giảm cho người họ là 50 USDT bên mình tặng cho bạn 100 USDT bởi vì bạn giới thiệu một người nào vô nền tảng và không chỉ vậy nữa là bên mình gửi cho người bạn của bạn là năm chục USDT thì nó là vậy cảm ơn cảm ơn và cảm ơn xin chào